lớn là hai mấy, 29, 30 là chạy chiến chốt lên tỉnh chiến cả. Làm gì anh? Chưa lên hết món hả cô? Chưa, còn cá quá trời luôn. Còn cá với mẹ kia lên. Còn cá, cái này là tôm càng. Cái này là đùi gà, gà chiên nước mắm. Dạ. Đây nè, thấy không? Thấy con cá không? Ngon không? Cá này cá biển à? Ngon ghê, cá đục quá. Cá đục. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trưa hôm nay là ngày 27 Tết nhé. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở ngay phía cửa Bắc chợ Bến Thành. Thì mấy ngày gần Tết đó thì tình hình những quán ăn ở Sài Gòn thì người ta nghỉ Tết rất là đông, nghỉ Tết nhiều lắm. Nên là Kiên cũng không có quay được nhiều những cái quán ăn để chia sẻ với quý vị, nhưng mà cũng có một số quán là người ta bán xuyên Tết luôn. Và hôm nay thì mình muốn chia sẻ, nếu mà quý vị các bạn đi chơi Tết du xuân vào những ngày đầu năm, ví dụ mùng 1, mùng 2, mùng 3 mà không có quán ăn đó, thì ngay chợ Bến Thành có một cái quán của cô Cường, là cô bán là xuyên Tết luôn các bạn, nó nằm ở phía bên kia. Bán xuyên Tết luôn. Bán cơm thập cẩm của cô Cường bán xuyên Tết luôn các bạn. Đó. Hôm nay mình qua đó mình xem cô Cường bán sao, rồi lúc nãy thì mình mới quay chợ Bến Thành chia sẻ với quý vị các bạn cái những cái món ngon trong chợ Bến Thành ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua quán của cô Cường xem năm nay cô bán như thế nào và cô bán đến ngày bao nhiêu Tết. Đó. Đây là chợ Bến Thành nhá. Năm nay Việt Kiều về ăn Tết rất là đông. Bà con năm nay buôn bán kinh doanh rất là sầm uất. Việt Kiều về nhiều lắm. Năm nay nói chung là Sài Gòn mình rất là đông vui các bạn. Rồi mời các bạn hãy cùng sang quán cô Cường nhé. Đây các bạn, này là cô Cường bán xuyên Tết luôn nha. Thấy hai cô cháu đẹp không? Thấy cô Cường vẫn khỏe là mình vui rồi các bạn. Trời ơi, khỏe là mừng rồi. Khỏe là mừng rồi. Hôm nay không nghỉ Tết mà bán xuyên Tết cô? Không, bán luôn rồi đó giờ. Bán luôn đó giờ à? Chứ không ăn Tết à? Không. Kiếm tiền thôi à? Đâu quá, ở nhà buồn lắm. Ở nhà buồn lắm hả? Nhà buồn lắm nên bán xuyên Tết luôn. Nhà buồn lắm. Nhà buồn lắm. Phải lo bán kiếm tiền để mấy đứa cho nuôi ông nội. Dạ. Hôm nay là tóc cô Cường là bạc phơ, năm nay cô Cường bao nhiêu nhỉ? 70 rồi. 70 là mình gọi ông bà các bạn. Gọi ông bà Cường nữa, gọi ông cô Cường nữa. Dạ thôi, cảm ơn. Bán cơm nhà mình bán bao nhiêu món cô? Thôi. Bán cơm nhà mình là bán bao nhiêu món? Đó. Mấy chục món luôn. Mấy chục món luôn hả? Tết cũng vậy luôn hả cô? Không, tới thì mai giảm bớt. Mai giảm bớt là ngày bao nhiêu món? Thì bán cũng khoảng 20 món. 20 món nè. Mỗi lần thì thường thì tới 30 món. Dạ. 40 món. Cô đang ăn món gì đây? Không. Món gì vậy cô? Ăn lòng. Lòng à? Bán cơm mà ăn món lòng à? Lâu lâu thèm á. Lâu thèm á. Hy vọng là cô Cường, chúc cô Cường năm mới dồi dào sức khỏe nha. Rồi bán cơm cho mọi người ăn qua Tết luôn, mọi người đi coi gọi đi chơi du xuân có chỗ ăn. Có chỗ ăn. Có nhiều quán người ta nghỉ đến quán cô Cường ăn. Bán đi bình dân á. Bình dân. Bán bình dân mà bán tới mùng 1 á. Dạ. Là bán thêm bún mục với bún riêu nữa. Mùng 1 là có hai món nữa. Có thêm nữa. Bây giờ là bán cái này. Ở đây nhà cô bán có phải thuê mặt bằng gì không? Không. Nhà của mình. Nhà của mình nên là cô không phải thuê, may thuê là đây là sao thuê nổi. Đây thôi đúng rồi. Mà năm nay chợ thấy là đông vui quá. Yếu quá. Yếu đang chưa có sung. Chưa sung à? Chưa sung. Con thấy là năm nay Việt Kiều về nhiều lắm mà. Việt Kiều về với mình chưa biết đâu thấy chưa sung. Không bằng. Người nào cũng đang rên giống. Không bằng các năm trước à? Không bằng những năm mà chưa dịch quá. Chưa dịch thì nào đâu, nó khỏi nói rồi. Đau ví dụ ấy, chịu ăn thua lắm. Giờ bán chưa dám ăn thua. Con vô đó con thấy Việt Kiều đi ăn nhiều lắm, đi chơi nhiều lắm. Ăn thì có nhưng mà mua đồ thì không. Ăn có nhưng mua đồ thì ít.
Bây giờ lấy mấy dăm cây gã bỏ vô bây giờ. Này cô còn nấu cơm từ thiện không? Chưa có ai từ thiện. À. Có ai từ thiện mới nấu chứ không tiền. À. 200 cây lấy hết luôn 200 cây hả? Ừ. Rồi chúng ta sẽ cùng khám phá cái những cái gọi là món ăn của cô Cường nha, cô Cường nấu nha các bạn ơi. Chưa có tiền. Chưa có tiền. Có tiền mới nấu. Dạ. Với cũng mình mới bán đồ ăn còn dư này kia đó. Dạ. Thì cái chiều nay cái bắt đầu mình cũng cho luôn. Dạ. Cho ngày cũng 5-70 phần. À. Cho luôn. Dạ. Tặng cho mấy người mình ta cũng khổ đã. Dạ. Tại vì mình cũng tiền mình làm. Dạ. Nhiều thì mình làm ít một chút. Yeah. Tại cho người ta đi. Yeah. Cho lấy cái hạnh phúc cái vui được. Yeah. Mẹ ăn Tết lớn không cô? Có làm sao? Từ đó giờ cô cũng bình Tết, dân à. Tết cũng bình dân rồi đúng không? Cũng bán xuyên Tết rồi đúng không? Bình dân rồi chứ ăn mà. Yeah. Lớn vậy. Yeah. Nói chung là mình có ăn là vui rồi. Yeah. Có ăn là hạnh phúc rồi. Yeah. Chứ đừng để mà mình đói rồi được. Yeah. Mình có lúc lĩnh thì cứ dư cứ cho. Yeah. Cho đi không có mất mát gì. Yeah. Con thấy không, cô 70 rồi mà cô vẫn còn làm. Vì là người ta cũng nói là sao, thích làm. Yeah. Nhưng mà cái sức khỏe, mình cần cái sức khỏe để cho làm. Yeah. Đó. Vậy là có sức khỏe là có sức khỏe là hạnh phúc được rồi ha. Ừ. Có nhiều người gọi là, nói chung là 70 rồi nhưng mà cũng đâu được khỏe đấy đâu, 70 cũng có thấy là các cụ là 70 là yếu rồi, nhưng mà cô vẫn khỏe mạnh, vậy là vẫn nấu vẫn bán bình thường là thấy là hạnh phúc rồi hả? Mà ít làm để vô nó đầu óc thoải mái. Yeah. Ở nhà nằm lì với không có việc làm mới đầu óc suy nghĩ bậy bạ. Đúng rồi nghĩ bậy bạ. Yeah. Như nhiều mái má đó đi vô chùa đó. Yeah. Nó vô chùa làm từ thiện, vô chùa dây cái lộn lắm. Yeah. Hôm nay là nhà cô bán bao nhiêu món, năm mấy món không? Ba mấy món. Bây giờ chúng ta sẽ lại xem món ăn của cô này các bạn. Cái phần này bao nhiêu chị? Cô em thì bán 50. Cô em này 50. À, thì bán 70. À. Mỗi loại mỗi đòi ăn. Mình không lấy tiền bả thì kỳ quá. À. Người phải lấy tiền của bà. Dạ. Từ giờ đó là bà này với bà chị là tay trái tay mặt. À. Bây giờ đứt cánh tay da dòi, giờ phải lấy với 50. À. Đó là ngày xưa là tay trái tay mặt, bây giờ là đứt tay là giờ lấy tiền. Ăn lấy rồi nó không ăn tiền tôi ấy nữa. À. Là da. Da coi. Đúng rồi. Là da còn hai. Còn da không chị? Hai con tôm. Hai con tôm 50. Ba con tôm một. 50. Là bán cho bả đó là có 50 thôi. Dạ. Như vậy giờ không lấy tiền thì kỳ quá. Mình dạ. Lấy tiền bả như vậy. Thôi lấy gấp đôi đi. À, không giờ. Thôi. Bỏ vô 50. Này tôm nhỉ. Tôm ngon nhỉ. Này tôm ngon này. Này ăn con tôm đá luôn. Tôm lột nha. Có mực. Mực này là mực nồi thịt nha. Mực nồi thịt. Dạ. Là phải giúp gọn lại. Bán cái gì? Bán mấy đường xe. Dạ. Đợi hồ thì đi về hết rồi. À. Bán lại thôi. Bây giờ thì Tết là mấy bán qua liền. Dạ. Để cho ta ăn, để cho con qua đi dùng. Dạ, bán khổ qua để cho ta ăn cho khổ nó qua. Đây khổ qua đây các bạn này. Đùi gà này. Hôm nay mình vừa mới ăn một cái phần bánh bèo trong chợ Bến Thành rồi chứ. Ra này là ăn hết nổi rồi các bạn ạ. Nay quay chia sẻ địa điểm với các bạn thôi. Chứ ở đây không ăn không nổi nữa, mới ăn bánh bèo xong. Đấy, nhà cô bán là cũng ba mấy món đó. Cơm sườn, cơm cường Sài Gòn, cơm tấm, sườn bì chả. Đây. Đây là cô trưởng đây. Bếp ăn cô Cường. Bếp ăn cô Cường. Cô ca. Bếp ăn cô Cường. Bên này là có cô đang chiên cá. Chiên cá này, cá chiên này. À, cái này cá lóc chiên, cá hường chiên. Cá hiền, cá ba sa chiên. Chiên đây là cá người. Dạ.
cá ngừ chiên là kho. Bên này là nồi cơm. Kho thô bán. Bên này là cá ngừ chiên. Bên kia là nồi canh. Thấy cô rất là vui vẻ các bạn. Rồi, cái quán cơm cô Cường bán xuyên Tết nhá. Các bạn nào đi du xuân ở chợ Bến Thành có thể ghé qua đây ăn cơm nhá. Đây là Minh ơi. Ghé qua đây ăn cơm. Rồi, lấy hộp từ mì luôn nè. Đây có du khách. Alo. Ở đây có những món gì nhỉ cô Cường nhỉ? Bữa nay là có này nó có mực có dụng thịt. Dạ. Ở đây là cái gì kêu chú mại à? Chú mại. Đây là gà có gừng. Dạ. Sườn non. Này sườn non nè. Dạ. Rồi đây là thịt ba loại có tiêu á. Dạ. Có tiêu nó cứ giết chưa bỏ tiêu. Đây là tép nhỏ. Này tép mà tôm cái kiểu tôm kho tàu á. Tôm lột. Tôm lột quá, ngon lắm. Kho tàu. Tôm lột. Đây là tôm nhí nhí. Nhí. Đây là tép. Tép á. Đây cũng tôm. Rồi, tôm đó. Lớn nè. Tôm lớn luôn. Tôm lớn. À. Tôm này ở trong chợ con mắc lắm đó nha con. Dạ. 600-700 ngàn một kilo. Dạ. Đây là cá rô. Cá rô kho tiêu à? Ừ, cá rô. Thịt kho trứng. Gà rô ti. Gà rô ti. Hủ hoa. Hủ hoa. Rồi cá. Cá này cá hú. Cá hú kho. Ừ. Hú kho thơm. Cái này ốc. Ốc. Ốc với lương. Ốc với lương kho chung. Lương. Lương. Kho chung. Kho chung với nhau. Ừ. Còn đồ này chưa lên nữa. Bên trong này là cơm sườn bị chả. Ừ. Cơm sườn bị chả trong này. Đó. Ốc sườn bên kia. Đó. Đây này là có mỡ hành với lại đồ chua. Đây. Một phần này bao nhiêu cô? À, phần này là nói chung là mình bán với 50 thôi. 50. Rồi, 50 ngay chợ Bến Thành 50. À. Lên nè, đấy, giờ cô bán mang đi các bạn. Mang đi. Còn sao một ăn hai cái đùi luôn á? Người ta mua về. À, mua hai cái đùi, mua đồ ăn về ăn. Ai mua gì bán đó. Dạ, tiệm bán đó. Bán cơm cô Cường à, mua gì bán đó, mua nhiều cũng bán. Mua nhiều cũng bán. Đây hai cái đùi nữa mọi người. Còn đồ này chưa lên nữa thôi. Dạ, còn nhiều món chưa lên nè. Cái tiêu bỏ vô. Cái gà nó chơi đó lên nữa nha. Tép kho thịt, tép rang, tép rang kho với diêm thịt. Dạ. Đúng rồi, nay bán khách bán lai du lịch thôi. Không, nói chung ra là mình phải có cách giang hồ trước đi rồi phải cách giảng lai sau. Dạ. Cũng được. Bởi vì á mình bán á mình nhờ cái cách giảng lai nhớ cách đợi hồ. Dạ. Đợi hồ mới làm ra được mình như vậy. À. Không? Dạ. Chứ mình đâu phải là mình ở đây mình dọn hàng ra để mình canh mình bán cách giảng lai đâu, không có dạ. Đâu. À. Mình bán cách giảng lai đợi hồ.
giờ có đậu hồ bán cách canh cách chẳng lại mình bán. Dạ. Nói chung ra cũng nhờ cách chơi đậu hồ mình có được khách nhiều. Dạ. Bán cho cách đậu hồ ăn đi. Cách chẳng lại thì ai thì mình lại thì người ta là ăn thì cũng ngon được mình. Dạ. Đây là tép ram. Ram ba rọi. Chưa lên hết món nào cô? Chưa còn. Quá trời luôn. Còn cá với mấy kia lên. Còn cá, cái này là tôm càng. Cái này là đùi gà. Đùi gà chiên nước mắm. Dạ. Đây nè, thấy không? Thấy con cá không? Ngon không? Cá này cá biển à? Ừ, ngon đêm cá đục quá. Cá đục. Ngon ghê chưa? Ngon ghê. Ngon. Đó. Sườn ba chỉ. Ba chỉ, thịt ba chỉ kho tiêu. À, đây là gà có gừng. Thì ngon đó. Cá rô này á thì mình về muốn ăn ngon á thì về mình mua xài mình tầm da. Dạ. Đó mình kho lại cho nó kẹo lên cho mình bỏ lên con cá rô, bỏ xài cũng xui bỏ con cá rô lên mình ăn. Dạ. Cái này có hàng trái cây này. Này là thanh long. Thanh long này thanh long gì chú? À, thanh long vỏ vàng ruột trắng. Này bao nhiêu ký anh? Bao nhiêu ký? Vỏ vàng ruột trắng các bạn, thanh long vỏ vàng này, đẹp quá. Ngay chợ Bến Thành luôn các bạn này, đó. Cửa hàng trái cây Hương Sang. Trái cây với lại có dừa Tết. Ngay gần quán cơm cô Cường luôn nhá. Cơm cô Cường bên này. Mình sang mình thấy mình quay luôn. Đó, quán cơm cô Cường các bạn thấy là lên gần hết món rồi đấy. Tết này bán lai dai cho cô nhờ. Lai dai, bây giờ mấy công nhân về hết rồi. Công nhân về hết rồi. Dạ, có nghĩa là cô bảo là Tết là nói người đi làm người ta cũng về hết rồi, về quê. Khách cũng quen, khách mà Việt Kiều kia đó, dạ. Mình. À. Khách quen Việt Kiều đến là về ăn là Tết rồi. Còn khách vắng là khách đi làm người ta về hết rồi. Đây cô bán lai dài từ sáng tới đêm luôn. Đây có số điện thoại cô Thường các bạn. Hàn Quốc ăn nhiều tối Tây với Hàn Quốc nhiều lắm. Hàn Quốc với Tây là tối đến ăn nhiều. Vui lắm, tối là ăn vui lắm. Cô bán khá là nhiều món luôn để mọi người ăn. Là dẹp bớt rồi đó. Dạ. Dẹp bớt rồi đó, mà đặt đồ ăn từ đây vô tới đây luôn. Dạ. Dẹp bớt không là cũng 7-8 mặt rồi đó. Dẹp bớt rồi. Ừ. À, Tết là vắng mọi người về nên cô cũng giảm bớt món đi. Bây giờ là dẹp bớt lại. Em kích ra cho người ta vô em. Mai là còn ít nữa hả cô? Mai bán ít hay nữa hả? Bớt chứ. Mai lại bớt xuống. Bán cái cách đi đường với ngày 30 thì mình còn dịch bớt mình chút xíu nữa. Thì mình bán có ít thôi. Dạ. Bán ít lại chứ. Mùng 1 thì bán nhiều. Mùng 1 nhiều. Mùng 1 là bún bò heo bún riêu. Dạ. Mùng 1 thì bán lấy mấy ra cái nồi giảm da. Bán rồi còn ngon. Chiên trong này là kho thơm mà cô? Chứ đâu có để sống thì mà còn. Dạ. Sống còn nó có ngon. Còn nó ăn tâm lắm. Chiên gì mà nó có tâm. Có phải chiên sơ không mới kho được? Chiên cho nó vàng vậy. Nó vàng này luôn hả? Đó giờ mình mới kho thơm. Dạ. Nó ngon lắm. Cá là thấy không, mua cá bự nhiều đó. Rồi mình cá bán là bán nguyên con luôn cô ha, bán nguyên con, chiên nguyên con, bán nguyên con. Cá này cá ba sa, cá ba sa nữa, cũng nhiều loại cá quá ha. Chiên bán được thứ. Dạ. Từ giờ mình bán thợ hồ á là nhiều, thợ hồ đi về rồi. À. Mình phải bán cho mấy người khách dẫn lai. Dạ.
chứ mà bán luôn tính Tết luôn mà đâu nghỉ ngày nào luôn. Dạ. Mấy người Việt kiều người ta về á đây á, người ta đâu có chỗ ăn đâu. À. Chứ người ta hỏi mình á ngày Tết có bán không? Có bán luôn. Dạ. Bán cho mấy người Việt kiều người ta ăn nữa. Dạ. Đó, con chiên này lát cho bỏ vô cái kho nó ngon lắm. Thì kho lại nó mới ngon được. Thắm như cá. Giờ có bỏ một cái kho chưa đâu, để còn chiên nữa mà. À. Chiên nữa thêm miếng mới nữa. À bên đây đang còn một giỗ nữa này. Này đầu cá. Này là mình cá. Mình cá nè. Rồi chảo mỗi giờ coi. Chả của nó nữa mà. Đủ lượng đủ rồi mua chỗ khác. Rồi mùng 2 bán rồi. Mùng 2 ra có chợ rồi. Cô chiên mấy mẻ luôn á, mấy mẻ xong rồi con biết đâu mấy kho. Mấy kho. Chiên mấy mẻ, mấy kho. Mấy chặt mấy em. Để em chiên đi chưa ai nè. Tại vì ăn cá này nè, người ta ăn dữ lắm. Dạ. Người ta ăn dữ lắm. Nói chứ mình bán mấy cá này là người ta ăn dữ. Cái này là nồi cơm cô nấu liên tục rồi. Rồi quý vị ơi, vừa rồi thì Kiên đã chia sẻ với quý vị quán cơm của cô Cường nhá, ngay phía cửa đông của cửa bắc của chợ Bến Thành. Cô bán xuyên Tết luôn. Giờ mình đi vào chợ quay chia sẻ với quý vị một số hình ảnh của chợ nữa, là Kiên cũng xin kết thúc cái video ở đây nhé. Chúc tất cả quý cô chú anh chị các bạn ăn Tết vui vẻ, đầm ấm bên gia đình người thân của mình nhé. Có một cái Tết ấm no và sự như ý. Thank you.